Võ thần chúa tể thuyết minh tập 444 441 Đám người mỗi cái vô cùng kích động, phản phất người chết chìm bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, nhao nhao hướng tầng trần tháo long tới, tất cả mọi người tụ lại cùng một chỗ, cẩn thận một chút. Tầng trần khẽ quát một tiếng, cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, phóng tới cái kia sáu, bảy đầu còn dư lại huyết ma thú, kiếm quang lấp lóe, mỗi một kiếm chém ra. Thì có máu me đầy đầu ma thú bị chém giết, đồng thời một đạo hoảng sợ bóng tối từ máu kia ma thú trong thân thể xông ra, bị Tần Trần sau đó sử dụng thanh liên yêu hỏa trong nháy mắt đốt thành cho bay, chỉ một lát sau công phu, còn dư lại bảy con huyết ma thú liền tất cả đều bị chém giết, tính cả bọn chúng trong thân thể âm hồn, cũng tại thanh liên yêu hỏa thiêu đốt phía dưới. Triệt để tiêu tan không thấy, màu đen gió lạnh thổi phất ở trên thân mọi người, một đám người liếc nhau, trong mắt tất cả đều lập lòe sống sót sau tai nạn kích động cùng vui sướng, sau lưng mồ hôi lạnh tràn trề, phản phất từ quỷ môn quan đi một chuyến đồng dạng, tầng thiếu hiệp, đa tạ lúc trước xuất thủ tương trợ, nếu không phải thiếu hiệp, hôm nay chúng ta những người này. E rằng, trong đó một tên lục giai hậu kỳ đỉnh phong vũ tôn lập tức đi lên trước, hướng về phía tầng trần cảm kích nói, trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ cảm kích, rõ ràng đối với tầng trần phát ra từ nội tâm cảm tạ, đa tạ tầng thiếu hiệp ra tay. Nếu không phải tầng thiếu hiệp, chúng ta lần này e rằng giữ nhiều lành ít. Đám người nhao nhao tiến lên, từng cái tràn đầy cảm kích nói. Bọn họ cũng đều biết, lần này nếu như không phải Tần Trần, đối mặt cái kia sáu, bảy đầu thực lực viễn siêu huyết ma của bọn họ thú, trong bọn họ e rằng một cái cũng rất khó sống sót, nếp song song lúc này mới phản ứng được nguy hiểm đã giải trừ, vội vàng đem đã kéo xuống áo lóc một lần nữa kéo trở về, khuôn mặt xấu hổ giống như là bốc cháy đồng dạng, hận hận mắt nhìn Tần Trần nếu như không phải tần trần, nàng tại sao lại ở đây sao nhiều người trước mặt ném khỏi đây sao một cái khuôn mặt, hận không thể tìm một chỗ khe hở chui xuống dưới, tần trần căn bản không đem nếp song song để ở trong lòng, mà là hướng về phía ngô công lĩnh đạo, các hạ tự hồ đối với những thứ này dị thú hiểu rất rõ, chẳng lẽ là từng tại nơi nào nghe nói qua. Đám người cũng đều nhao nhao trông lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hoàn toàn chính xác, ngô công lĩnh đối với mấy cái này huyết ma thú mười phần hiểu rõ, không giống như là lần thứ nhất nhìn thấy ngô công lĩnh trên mặt mang một tia cung kính vội vàng nói tần thiếu hiệp tại hạ đích xác biết một chút thiên ma bí cảnh bên trong tình huống năm đó ở ở dưới tiên tổ đã từng từng tiến vào cái này thiên ma bí cảnh hơn nữa còn tại thiên ma bí cảnh bên trong đột phá đến vũ vương bởi vậy đối với cái này thiên ma bí cảnh bên trong một vài thứ cũng thoáng có chút hiểu rõ vừa rồi máu kia ma thú là tại hạ tiên tổ đã từng ghi lại thiên ma bí cảnh bên trong cực kỳ đáng sợ kinh khủng huyết thú, những thứ này huyết thú cùng ngoại giới huyết thú có chút khác biệt, bọn chúng thể nội tràn ngập một cổ hung ác sát lục khí tức. So với chúng ta ngoại giới huyết thú còn đáng sợ hơn bên trên rất nhiều, vô luận là đép vẫn là ác cũng là như thế. Trừ cái đó ra, những thứ này huyết thú một khi bị chém giết cũng sẽ không chết đi, ngược lại là sẽ hóa thành âm hồn, thông vệ còn sống sót sinh mạng tinh huyết để cho trở thành một cổ thây khô hơn nữa chỉ còn lại giết hại ý chí trước kia tiên tổ từng nói muốn triệt để chém giết loại này huyết ma thú trừ phi là thất giai vũ vương dùng võ đạo của mình ý chí đối nó tiến hành giảo sát lục giai cấp bậc vũ tôn căn bản không có khắc biện pháp tốt cho nên vãn bối vừa rồi mới có thể nói những thứ này huyết ma thú căn bản giết không chết bất quá tiên tổ đã từng nói qua như loại này huyết ma thú bình thường chỉ có tại Thất giai Vũ Vương qua lại khu vực mới có. Lần này không biết tại sao lại xuất hiện ở ở đây, còn tốt Tần thiếu hiệp đem hắn chém giết, bằng không chúng ta e rằng đều phải chết ở chỗ này." Ngô Công Lĩnh giải thích một phen sau đó, lập tức từ trên người lấy ra một cái ngọc giản, đưa lên, "Đây là tại hạ tiên tổ xuất hiện ở Thiên Ma bí cảnh phía sau, khi xưa một chút ghi chép, nếu như Tần thiếu hiệp cần, sẽ đưa cho Tần thiếu hiệp." Tần Trần tiếp nhận ngọc giản, quả nhiên phát hiện bên trong ghi chép một chút thiên ma bí cảnh bên trong đồ vật máu kia ma thú cũng tại trong đó đột nhiên tần trần nhìn thấy bên trong một đạo tin tức sau đó lập tức ngạc nhiên nói tổ tiên của ngươi trong này nói tiến vào thiên ma bí cảnh bên trong thất giai vũ vương cùng lục giai vũ tôn chỗ ở khu vực cũng không phải cùng một cái khu vực cái này tại hạ cũng không biết những vật này cũng là tại hạ tiên tổ đã từng tiến vào thiên ma bí cảnh phía sau tổng kết bởi vì hắn tại thiên ma bí cảnh bên trong đột phá vũ vương bởi vậy đi xa xôi hiểu rõ so với bình thường võ giả nhiều một ít nhưng so với những cái kia chân chính thượng đẳng vương triều cường giả mà nói vẫn là kém rất nhiều cái này tại hạ ngược lại là nghe nói qua lúc này cái kia mạnh dương nguyên liền đi tới trước tiên cung kính đối với tần trần thi lễ một cái lúc trước đa tạ tần thiếu hiệp tương trợ trên cánh tay hắn tiên huyết đã ngừng bất quá rõ ràng nhận lấy thương không nhẹ, mặc dù không có gì nguy hiểm tính mạng, nhưng sức chiến đấu lại hao tổn không thiếu, lúc trước nếu không phải tần trần ra tay, hắn e rằng đã chết ở cái kia thay khô vỏ giả trên tay. Cho nên cảm kích đối với tần trần đạo, tại hạ nghe vương triều tiền bối nói qua, thiên ma bí cảnh bên trong, thất giai vũ vương cùng lục giai vũ tôn chỗ rơi khu vực xác thực khác biệt, bất quá. Hai cái khu vực cũng không phải là không có nhận nhưỡng, mà là vũ tôn võ giả chỗ rơi chỗ, đồng dạng tại ngoại vi một chút võ vương cường giả chỗ rơi chỗ ở bên trong vây một chút nói như vậy võ vương cường giả cũng có thể tiến vào vũ tôn cường giả khu vực tần trần cao mày nói hắn vừa rồi nghĩ là nếu như vũ tôn cùng vũ vương chỗ rơi khu vực khác biệt đem như vậy nô an toàn của bọn hắn liền có thêm mấy phần bảo đảm mạnh dương nguyên gật đầu nói đúng vậy võ vương cường giả cũng có thể quay đầu tiến vào vũ tôn võ giả khu vực bất quá dưới tình huống bình thường võ vương cường giả sẽ không làm như vậy bởi vì tiến vào thiên ma bí cảnh vũ vương mục đích của bọn hắn giống như chúng ta cũng là đề thăng thực lực bản thân thiên ma bí cảnh khu vực bên ngoài kỳ thực cũng không có bao nhiêu đối với võ vương cường giả có trợ giúp bảo vật hơn nữa một khi bọn hắn lựa chọn hướng về vũ tôn khu vực đi như vậy nội vi bảo vật sẽ bị cái khác vũ vương đi trước cướp đi một bước rớt lại phía sau chẳng khác nào từng bước rớt lại phía sau bởi vậy vậy Vũ Vương thì sẽ không quay đầu. Một khi quay đầu, bọn hắn thì tương đương với từ bỏ lần này thiên ma bí cảnh cơ hội. Tần Trần gật gật đầu, Đại Uy Vương Triều trước đó chỉ là một cái hạ đẳng ở đây chờ Vương Triều. Bởi vậy đối với thiên ma bí cảnh hiểu rõ rất ít, dẫn đến Tần Trần bọn hắn sau khi đi vào, đối với nơi này không có hiểu rõ chút nào, ta hiểu được, đa tạ hai vị giải hoặc. Tần Trần đối với đám người chấp tay một cái, đồng thời từ trên người lấy ra hơn 10 khối đưa tin ngọc giảng, đưa đến trong tay mỗi người, đạo, chư vị, ở đây tầng mổ còn nghĩ phiền phức chư vị một sự kiện. Đó chính là nếu như chư vị ở nơi này thiên ma bí cảnh bên trong gặp phải ta đại uy vương triêu đệ tử, còn xin bóp nát ngọc giảng, cáo tri tầng mổ địa điểm, tầng mổ liền lập tức sẽ có được chư vị tin tức, đến lúc đó, tầng mổ tất có thâm tạ. Cái này cũng là tầng trần sở dĩ cứu những người này nguyên nhân trọng yếu nhất chỗ chỉ dựa vào một mình hắn, muốn tìm được hắc nô bọn hắn. Độ khó rất lớn, nhưng nếu có nhiều người như vậy đồng loạt giúp hắn đi tìm, như vậy thì tần sẽ thiếu hiệp yên tâm, chỉ cần thấy được các ngươi đại uy vương triêu đệ tử, tại hạ nhất định trước tiên thông tri, tại hạ cũng là, còn xin tần thiếu hiệp yên tâm, tần thiếu hiệp đối với chúng ta có như thế đại ân, chúng ta nhất định sẽ để ở trong lòng, những thiên tài này cũng là chấp tay nói, song phương vừa tiến đến, liền cùng nhau đã trải qua sinh tử giữa hai bên vậy mà không có bao nhiêu cạnh tranh ý tứ, ngược lại trở nên cực kỳ hòa thuận, dù sao, thiên ma bí cảnh bên trong nguy hiểm trọng trọng, bảo vật đông đảo, thêm một người, là hơn một phần an toàn, ai cũng không muốn tới đến nơi đây phía sau, bảo vật không được đến, ngược lại chết ở chỗ này, vậy xin đa tạ rồi. Tần Trần lại nói âm thanh chút, sau đó hướng về phía mạnh triển nguyên nói, bách triêu chi địa nữ tử nhiều như vậy, Triển Nguyên Huynh hà tất tại như vậy một cái rác rưởi trên thân điểu ti đâu. Nếu như Triển Nguyên Huynh tin được tần mổ mà nói, vẫn là rời đi người này a, à, lấy Triển Nguyên Huynh thiên phú, tương lai lo gì tìm không thấy một cái chân chính yêu thương ngươi nữ tử. Nói xong tần trần không đợi mạnh Triển Nguyên lại hồi đáp gì, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền biến mất ở trong núi rừng. Mạnh Triển Nguyên lăng lăng đứng tại chỗ, rõ ràng còn tại suy tư tần trần mà nói, một bên nếp song song sắc mặt lại trở nên khó nhìn lên, hận hận nhìn xem tần trần nơi biến mất, phẫn nộ nói, mạnh sư huynh, tiện nhân kia còn nghĩ ly gián chúng ta, ngươi cũng thấy đấy, người này độc hạt tâm địa, trước ngươi tại sao còn muốn đem chúng ta đại sự vương triều biết đến tình báo nói cho hắn biết. Nếp song song lại nhảy mắng lấy tần trần, muốn nhiều khó nghe thì có quá khó nghe, đủ. Mạnh triển nguyên đột nhiên quát lạnh âm thanh, mạnh sư huynh ngươi. Nếp song song lập tức ngây ngẩn cả người, ngay sau đó tức giận chỉ vào mạnh triển nguyên cái mũi đạo, mạnh triển nguyên, ngươi vừa rồi nói với ta cái gì? Ngươi quỳ xuống cho ta nói rõ ràng. Mạnh triển nguyên hướng về phía người chung quanh chắp tay một cái. Xanh mặt đạo, chư vị, mạnh mổ cáo từ trước. Thân hình thoát một cái, đồng dạng rời khỏi nơi này, mạnh triển nguyên, ngươi nhìn thấy mạnh triển nguyên không thèm để ý nàng, hơn nữa một người rời đi, nếp song song tức giận đến toàn thân phát run, bất quá rất nhanh, nàng liền sợ lên, cái này thiên ma bí cảnh nguy hiểm như thế, nàng một người hành tẩu tuyệt đối phải nguy hiểm nhiều. Chư vị, nàng vội vàng nhìn về phía tràng thượng những người khác, có thế những người khác đang cười lạnh một tiếng sau đó, cũng nhao nhao rời khỏi nơi này, nếp song song sắc mặt trắng bệt, dậm chân một cái, cũng vội vàng rời khỏi nơi này, Tần Trần rời đi Sơn Lâm sau đó, lập tức ở nơi này thiên ma bí cảnh bên trong cao tốc bay lượng đứng lên, trong lòng của hắn lộ ra nóng nảy. Nhanh chóng lướt qua đại lượng mặt đất màu đen, dọc theo đường đi, cũng gặp phải vài tên võ giả, nhưng đối phương đối mặt hắn tra hỏi, đều hết sức cảnh giác, hơn nữa biểu thị cũng chưa gặp qua hắn đại uy vương triêu võ giả, chớp mắt qua nửa ngày, Tần Trần lại ngay cả một người đều không tìm được, không được, dạng này tìm tiếp, căn bản không phải biện pháp dừng bước lại, tần trần cao mày, tất cả mọi người phân quá tảng, hắc nô mấy cái, hắn ngược lại cũng không lo lắng, tại không có vũ vương dưới tình huống, cho dù là gặp phải đại càng vương triều nửa bước vũ vương, cũng có bảo toàn tánh mạng thực lực, hắn lo lắng duy nhất, vẫn là gia gia tần phách thiên bọn hắn, đáng tiếc đưa tin ngọc giảng, chỉ có thể tiến vào thiên ma bí cảnh phía sau mới có thể giữ lại khí tức. Sớm cho, tại thông qua không gian truyện tống thông đạo sau khi đi vào, đưa tin ngọc giảng cũng sẽ mất đi công hiệu, bằng không căn bản không tất yếu phiền toái như vậy. Tần Trần lắc đầu, gia gia bọn hắn sau khi đi vào, nhất định sẽ trước hết nghĩ biện pháp hướng về chỗ sâu đi, tìm kiếm cơ duyên đột phá, ta một mực tại cái này ngoại vi tìm kiếm, thứ nhất lãng phí thời gian. Người thứ hai, cũng không có bao nhiêu công dụng, nếu là ta có thể cố gắng đột phá đến thất giai vũ vương, muốn tìm được bọn hắn, tự nhiên sẽ nhiều không thiếu biện pháp, cũng đơn giản rất nhiều. Mắt sáng lên, tần trần một trái tim bình tĩnh trở lại, hơn nữa tất nhiên bọn hắn lựa chọn tiến vào thiên ma bí cảnh, liền tất nhiên phải thừa nhận phong hiểm, sư. Tần trần lúc này không tiếp tục ở ngoại vi lùng tìm, mà là hướng về thiên ma bí cảnh nội bộ, một đường tìm tòi đi qua, tần trần lại bay vút tiếp cận nửa ngày thời gian, vậy mà một người cũng không thấy, đồng thời cũng không có thấy bất luận cái gì một điểm hữu dụng tài liệu, đều nói cái này thiên ma bí cảnh bên trong kỳ ngộ khắp nơi, vì cái gì một chút cũng không nhìn thấy. Tần Trần nhíu mày, hơn nữa thiên ma bí cảnh bên trong. Nghe đồn còn sinh trưởng có không ít linh dược trân quý, thế nhưng là Tần Trần đi đến bây giờ, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là hoang vu cát sỏi, căn cứ vào liền không có một điểm linh dược sinh trưởng vết tích, ngay tại Tần Trần nghi hoặc thời điểm, lại phát hiện xa xôi trên đường chân trời tựa hồ xuất hiện một đầu bóng đen. Tần Trần lập tức nhanh chóng bay vút đi qua. Sau một lát, phát hiện đó lại là một đạo màu xanh lá cây sơn mạch, lập tức đại hỷ, càng là tăng thêm tốc độ vọt tới. Sau một canh giờ, Tần Trần cuối cùng thoát ly mảnh này màu đen thiên địa, tới nơi này sau một cái màu xanh lá cây trong dãy núi, đậm đà chân khí đánh tới, nhưng Tần Trần suýt chút nữa thoải mái trên rỉ đi ra. Tần Trần ý nghĩ đầu tiên vậy mà không phải tiếp tục đi tìm cơ duyên, mà là trực tiếp ở đây tu luyện bởi vì nơi này thiên địa chân khí thật sự là quá phong phú quá thần kỳ ở nơi này thiên ma bí cảnh bên trong vẫn còn có như thế một mảnh ốc đảo tần trần khó tin nhìn xem bốn phía cái này ốc đảo tích cũng không lớn chỉ có phương viên mấy trăm dặm nhưng ở cái này đen nhánh trên cánh đồng hoang lại có vẻ phá lệ bắt mắt tần trần đang muốn cẩn thận tìm kiếm một bên mảnh này ốc đảo vào mắt nhưng là một mảnh dáng dấp cực kỳ tươi tốt kiếm thảo lại là kiếm thảo Tần Trần càng thêm khiếp sợ, vội vàng vượt phía trước hai bước, chỉ thấy trên đồng cỏ có hơn 100 gốc kiếm thảo, trong đó không chỉ có đại lượng thông thường năm dịp, lục dịp kiếm thảo, thậm chí còn có vài cộng thất dịp kiếm thảo, kiếm thảo, là một loại ẩn chứa kiếm ý linh dược. Kiếm khách nếu là cảm ngộ kiếm thảo, có thể cực nhanh lĩnh ngộ kiếm ý, loại linh dược này, liền xem như tại vũ vực bên trong, cũng cực kỳ trân quý, đặc biệt là bên trong còn có thất dịp kiếm thảo, thất dịp kiếm thảo, tương đương với thất giai vương cấp linh dược, mà đồng dạng kiếm khách, chỉ cần hấp thu vài cọng ngũ giai kiếm thảo, liền có thể nắm giữ cơ sở kiếm ý. Mà phục dụng lục giai kiếm thảo, có thể để cho kiếm ý tăng lên tới đại thành, đến nỗi phục dụng thất giai kiếm thảo, thì có thể đem kiếm ý tăng lên tới thuộc tính kiếm ý cực hạn. Đối với trước mắt Tần Trần tới nói, những thứ này kiếm thảo quá quý trọng, chỉ cần hắn có thể đem các loại kiếm thảo bên trong kiếm ý hoàn toàn hấp thu, như vậy hắn ngự kiếm thuật tuyệt đối có thể lại tăng lên nửa một bậc đến lúc đó kiếm pháp lực sát thương cũng ít nhất có thể đề thăng không chỉ gấp mấy lần tâm tình dưới sự kích động tần trần lúc này bắt đầu thu thập những thứ này kiếm thảo hắn trước đem thất diệp kiếm thảo cẩn thận thu thập lại vừa mới chuẩn bị thu thập lục diệp kiếm thảo đột nhiên mấy đạo lưu quan nhìn đến đây ốc đảo cũng từ đằng xa trong nháy mắt lướt đi tới rơi vào tần trần cách đó không xa ở đây vậy mà chiều dài nhiều như vậy kiếm thảo. Đại ca, chúng ta vận khí quá tốt rồi, ha ha ha, phát tài. Tiểu tử, mau đưa trong tay ngươi linh dược thả xuống. Mấy người kia nhìn thấy tầng trần trước mặt kiếm thảo, từng cái lập tức đại hỷ, giao trần căn bản cũng không có để ý tới hai người quát lạnh, trực tiếp đem còn dư lại kiếm thảo tất cả đều thu vào trữ vật giới chỉ bên trong, chờ hai người tới tầng trần bên người thời điểm, toàn bộ trước mắt đã rỗng tuyết, một gốc kiếm thảo cũng không có còn dư, tiểu tử, để cho ngươi ngừng tay, ngươi lại còn dám thu thập kiếm thảo, tự tìm cái chết sao? đem ngươi vừa rồi đào được kiếm thảo tất cả đều giao ra, dám hái hai huynh để chúng ta linh dược, ta nhìn ngươi phải không muốn chết a? À, hai người nộ khí đằng đằng hướng về phía Tần Trần quát chói tai, sắc mặt tái xanh, bọn hắn đã để Tần Trần dừng tay, có thế Tần Trần vậy mà không để một chút để ý bọn hắn, trong lòng lập tức lửa giận thiêu đốt, Tần Trần cười lạnh một tiếng trên đời này vẫn còn có người vô liêm sĩ như thế, nơi này kiếm thảo, vốn là vật vô chủ, ai hái được, dĩ nhiên chính là của người nào, lười nhác cùng hai người nói nhảm, tần trần nhìn cũng không nhìn hai người một mắt, xoay người liền muốn rời đi ở đây, hảo tiểu tử, hái chúng ta linh dược, lại còn muốn chạy. Đại ca, cùng hắn nói nhảm cái gì, tất nhiên hắn không giao ra. Trực tiếp giết hắn chính là, hắc hắc, nói không chừng trên người hắn ngoại trừ kiếm thảo còn có những bảo vật khác đâu. Sưu sưu, hai người nghe răng cười một tiếng, đồng thời hướng tầng trần bay vút tới, một người trong đó không nói hai lời, trực tiếp một đao hướng tầng trần bổ xuống, lăng. Tầng trần quát lạnh, một kiếm chém ra, phốc phốc, kiếm quang thoáng qua. Trong nháy mắt đem đối phương bổ ra đao quang xoắn thành nát bấy, bản thiếu không muốn đại khai sát giới, thức thời liền cho bản thiếu lăng. Tầng trần lạnh lùng nhìn xem hai người, hắn tới đây, không phải giết người, nhưng nếu như đối phương không biết tốt xấu, hắn không ngại làm cho đối phương sống sót đi vào, nằm ra ngoài, nhưng không thấy, hai người nhìn thấy Tần Trần bộ dáng sau đó, lại cùng nhau phát ra một tiếng ngạc nhiên hô to, là ngươi. Tần Trần sững sờ, hai người này nhận biết mình, chỉ thấy phía trước hai người trong mắt đều là bắn ra một đạo mừng như điên tia sáng, lẫn nhau kìm lòng không được liếc nhau, vù vù, hai người hóa thành hai đạo lưu quang, một trước một sau trong nháy mắt đem tầng trần bao vây lại, hắc hắc, thực sự là vận khí tốt. Không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này gia hỏa này, thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Đại ca, chúng ta vận khí thật đúng là không tệ, vừa rời đi sơn cốc kia, vậy mà liền gặp gia hỏa này, xem ra lão thiên gia cũng nghĩ đại kiền vương triêu treo thưởng bị chúng ta phải đến, ha ha ha. Hai người hắc hắc cười lạnh, hướng tầng trần chậm rãi đi tới trong mắt toát ra tới tham lam vẻ mặt hưng phấn đại kiền vương triêu tần trần ánh mắt ngưng lại cao mày lạnh thân đạo hai người các ngươi rốt cuộc là ai cùng đại kiền vương triêu có quan hệ gì hai chúng ta là ai ngươi cũng không cần đã biết ngươi không biết chúng ta nhưng chúng ta lại nhận biết ngươi đại uy vương triêu tần trần sao trên lôi đài giết chết đại kiền vương triêu họ tư không thấy máu rất là uy phong a à, đáng tiếc hôm nay sẽ chết ở chỗ này đại ca, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp giết hắn, đến lúc đó đi thẩm công tử nơi đó lĩnh thưởng. Thoại âm rơi xuống, trong hai người cái kia gầy yếu thanh niên xuất thủ trước, bang, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh thanh sắc chiến đao, chiến đao hóa thành một cơn gió màu xanh lá, hướng tầng trần quanh thân trong nháy mắt bổ ra. Hưu, đao rơi, gió nổi lên, vô hình đao khí bao phủ lại tầng trần quanh thân mỗi một cái xó xỉnh, thanh phong lưu động, đao quang lên diệt, lại có một loại không chỗ tránh né cảm giác, phản phất trong trời đất này hết thảy, đều ở đây một đao phía dưới tiêu tan, sinh tử do nó trưởng khống, nhị đệ, cũng đừng đem hắn giết đi. Lớn tuổi thanh niên ở một bên nhắc nhở. Yên tâm đi đại ca, ta đây một đao, chỉ phế hắn gân mạch, nhưng hắn trở thành một phế nhân. Gầy yếu thanh niên giữ tận nở nụ cười, ngạo nghễ nói, tiểu tử, có phải hay không có một loại cảm giác bất lực bao phủ toàn thân của ngươi? hắc hắc, ta đây tiêu tan đao pháp, chính là địa cấp võ kỹ, một đao ra, như mộng huyễn pha diệt, không chỗ ẩn trốn, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Còn có đường sống, bằng không, chết. Thoại âm rơi xuống, gầy yếu thanh niên chiến đao, đã xâm nhập tầng trần quanh thân vài thước, đao quan bao phủ chỗ, chính là tầng trần hai tay cùng hai chân, một đao này nếu là bổ trúng, tầng trần tứ chi gân mạch đứt đoạn, sẽ triệt để trở thành một phế nhân chẳng lẽ nói người này là phụng đại kiền vương triêu mệnh lệnh, mới đối với ta ra tay. Tần Trần ánh mắt lẫm liệt, trong mắt lộ ra một tia sát cơ, vốn là hắn còn lười nhát giết hai người, nào có thể đoán được đối phương vừa lên tới, không nói hai lời, chính là đối với mình thống hạ sát thủ, trong nháy mắt khơi dậy Tần Trần trong lòng sát cơ, huống chi đối phương, còn đang vì cái gì đại kiền vương triêu thẩm công tử làm việc, chết. Quát lạnh một tiếng, tần trần bên hông thần bí kiếm rỉ chợt ra khỏi vỏ, như điện quang trong hư không lóe lên, một đạo ánh sáng chói mắt hiện ra triệt để toàn bộ bình nguyên, tay phải rung rung ở giữa, kiếm quang mông lung, giống như một đạo linh hoạt cá bơi, trong nháy mắt xuyên thấu đối phương thi triển ra tiêu tan đao quang, đâm vào đối phương thân thể, phốc phốc. Máu me tung tóe, cái kia gầy yếu thanh niên trên mặt vẻ đắc ý còn chưa tới kịp rơi xuống. Liền trơ mắt nhìn tầng trần trường kiếm đâm vào thân thể của hắn, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên thanh niên kia nơi trái tim trung tâm trong nháy mắt xuất hiện một đạo thông suốt lỗ kiếm lỗ kiếm bên trong trái tim bị kiếm khí xoắn thành hư vô cả người há mồm phun ra một mụn máu tươi trừng lớn hai mắt thẳng tắp ngã xuống chết không thể chết lại chỉ một kiếm một người chết nhị đệ một tên thanh niên khác còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì liền thấy gầy yếu thanh niên bị một kiếm chém chết cả người nhất thời kinh sợ nhìn xem tầng trần trong đôi mắt có sợ hãi và phẫn nộ, chết. Ánh mắt của hắn kinh sợ, trong tay phút chốc xuất hiện một thanh trường kiếm sắc bén, trên trường kiếm, hào quang rực rỡ, một cổ vô hình huyết mạch chi lực tản ra. Hướng về tầng trần cuốn tới, rầm rầm, kiếm quang phun trào, bốn phía cỏ xanh đều bị khí thế lôi kéo, cuốn sạch lấy lượng vòng đến trung ương, sau đó lại ầm vang nổ tung, hừ, tầng trần lạnh trên một tiếng, đánh chết một người phía sau cũng không dừng lại, trở tay chính là một kiếm bổ ra đinh đương một tiếng hai kiếm va chạm kích động chân lực hóa thành một cổ vô hình che chắn tại hai người ở giữa nổ tung lên kinh khủng lực trùng kích phía dưới tầng trần thân hình lù lù bất động trái lại thanh niên mặc áo đen kia nhưng là bay ngược ra mười mấy mét trong miệng qua một cái phun ra một nguồn máu tươi cúi đầu xuống trường kiếm trong tay của mình bên trên thế mà xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn lộng lẫy ảm đạm không có khả năng thanh niên mặc áo đen trong lòng vừa kinh vừa sợ trường kiếm trong tay của hắn chính là một kiện lục giai bảo binh uy lực kinh người thông thường bảo binh căn bản là không có cách so sánh cùng nhau không nghĩ tới vẻn vẹn cùng tần trần trường kiếm trong tay một cái tiếp xúc thiếu chút nữa báo hỏng trong tay đối phương kiếm chỉ rốt cuộc là cấp bậc gì bảo vật chết lười nhắc cùng đối phương nói nhảm tần trần một kiếm bổ ra phía sau tung người mà ra thần tình lạnh nhạt trong tay kiếm trĩ lại lần nữa vạch ra từng đạo kiếm vô hình quang, kiếm quang này mặc dù không cái gì lăng lệ, nhưng rơi vào thanh niên mặc áo đen trong mắt, lại huyền diệu khó lường. Như có loại muốn quỳ video xuống đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký.